còn dí nó giống bác Hồ, dí nó giống lãnh đạo này lãnh đạo kia, trời ơi tôi cứ rơ rơ mê muội. Mình nói cái gì mình nói cho nó đúng, ca ngợi một cách quá đáng. Nhiều người gặp quỳ xuống lắng lộn, trời ơi giống như là trời ơi đụng với ông thầy có ai làm gì đâu. Tôi mới gì nói quốc không trường phát nào là lên mạng xã hội chửi tôi sạch mặt nên tôi quốc đó đó. Tôi nói với quý vị rằng là tôi đã nói quốc không trường là bây giờ chính bản thân tôi nè, tôi và tất cả quý vị đây cũng có thể làm đơn gửi lên yêu cầu sao kê, tất cả mọi công dân chúng ta đều có quyền đó, đúng không quý vị? Phải làm cho rõ ra thì bắt chặn ngay. Dạ số tiền này bây giờ còn làm cái gì rồi mày công khai ra cũng lại là sao kê, đằng sau những cái câu chuyện á vẫn là tiền. Okay, trời, 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 trời. Bây giờ tôi nói nha, tôi đề nghị chính quyền nên xem xét lại những cái thứ nào mà nãy cái phong trào bị lên quá cao, động cơ nào. Có duyên rồi. Bây giờ quý vị có nghe tiếng mà hát tình bơ vơ đi cô. Em thấy chị là như là hát bơ bị hay nè không? Em hát chị chép theo là chắc rõ là chị biết gì rồi đúng không? Tình bơ vơ hả? Dạ, tình bơ vơ đi cô. Tình bơ vơ hả? Tình bơ vơ cô. Tình bơ vơ lý em mình sao tình bơ vơ được. Bây giờ hỏi quý vị là ai hố em không nè? Có. Anh trời dâu anh tính tỏ em nè. Đi đâu hết mình?
hết máu bơm tiếp, hết máu bơm máu vô chơi tiếp. Thiện nè, nay cô gặp lại cái lạ nè, thấy không? Dạ. Cái áo cặp nè, nhấn hiểu không? Dạ. Còn nghe nói là Kim Ngân làm ăn khá lắm, phải không? Có một tiền cho con mượn thôi. Nhờ cô, nhờ cô mà làm được. Con em thì thấy trên TikTok nè, phải không? Dạ, con không có sản xuất cơ. Con lên TikTok không? Dạ, con không con. Em hả? Con lên thấy người lạ lạ cũng nhiều, người quen quen cũng có nè. Trời ơi, Trúc Ngân cây lóc đâu nãy đi nấp nấp cây lóc tiêu rồi. Trúc Ngân cây lóc đâu rồi? Chị tức nạc chua lắm mất rồi. Đây. Dễ thương lắm nha. Bạn ra PC bữa nay có lên không? Dạ không chị. Rồi bây giờ con có quá nhiều người là làm gì tốt lạ 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 không, nhưng mà xem coi rất là cảm động nha. Quý vị thấy không, tôi đẹp như thế này nè, mà nó đưa mình tôi lên. Mặt mày thì nhăn nheo y hình như bà ngoại tôi vậy đó. Có cái đẹp không mà không ai dám công nhận không? Có gì thấy mộ không? Không chị ơi, thấy đẹp không? Đó là một câu xã giao rất là vui. Nên mọi người tự nhiên lấy câu đó cười thôi, đẹp, xuống mắt rồi đẹp. Đúng không vậy? Đó là một trong những câu xã giao rất là vui. Ở xã giao tôi nói luôn quý vị nè. Một cái này nè quý vị. Sẵn là tôi cần tình cho quý vị nghe. Tôi là một CEO, một bà chủ của một công ty lớn. Nếu mà nói về ngọt ngào, tử tế hay hớn hỉnh á, tôi đây có thừa. Nhưng mà đã lên truyền thông rồi thì phải tạo ra một cú hích, đúng không quý vị? Nhờ tôi nói ngang ngược sắc sược và đôi khi hơi bị gọi là khổ một chút, vậy mà có nhiều người nó nghe. Đó là các thằng truyền thông. Chứ còn mà những lời nói ngọt ngào tôi không thiếu. Tôi được cha mẹ tôi giáo dục đàng hoàng mà. Nếu mà tôi là một người như vậy thì ai dám lấy tôi làm vợ? Mà tôi lên tôi làm bà chủ thì có ai nghe? Cho nên mình phải làm một cái điều gì đó khác biệt, mình mới tạo ra được truyền thông. Bởi vì tại tôi nói bà Hằng không có qua trường lớp nhưng mà có khuyên đạo được truyền thông, đúng không? Nó ngọt ngào ri ru rì rù, như có ai nghe? Phải tạo ra những cú mạnh cú hết như vậy thì mọi người mới nghe. Hôm nay tao nói gì em, mặt mày tao nói gì, tao nói gì vô nghe. Ghét cũng nghe, thương cũng nghe, đó là thành công rồi. Đúng không quý vị? Người thành công thường có lối đi riêng. Đừng dạy người khác. Thế bà này mà nói chuyện khó nghe, chuyện khó nghe cho nên mới muốn nghe. Đúng không quý vị? Cho nên là nhiều người nói bà này không có văn hóa. Tuy tôi học ít nhưng cái hành động của tôi sống đối với nhân dân đó là văn hóa sống đó. Đúng không? Đó là ký thức tôi sống với cộng đồng với nhân dân đó. Là tôi biết thương người, biết người. Còn nói những lời ngọt ngào để đi lừa đảo người khác cũng làm. Cho nên mọi người chưa hiểu tôi, đừng bị đánh giá tôi. Sao bà này thế này, bà này thế kia. Chẳng lẽ cha mẹ tôi không biết dạy tôi ăn nói ra đàng hoàng. Mà nói chuyện với tôi, chắc ông nào đáng thương tôi. Nhưng mà rõ ràng, tôi rất là hài hước, hớn hỉnh. Và rất là biết nói lời tử tế. Tôi sợ làm tổn thương người khác. Nhưng có không những con người mình cần phải làm tổn thương nó để đánh thức cái liền trì của nó. Đúng không quý vị? Dạ đúng. Cái đó là đánh giá tôi sai. Nhiều người nói trời ơi, lướt lên là thấy bà thấy ra cũng phải coi. Coi xong vô chửi cái gì. Không là thú vị. Đúng không? Đúng không? Tại vì đó là cũng người sự tò mò. Đó là gì? Đó là nghệ thuật của truyền thông. Chết em gái em chưa. Thương cũng muốn biết, ghét càng muốn biết nhiều hơn. Không, chui vô nghe. Trời ơi, tôi chán bằng lắm rồi, ba bốn năm nay tôi lướt. Nào gặp em hết. Em nghe được là nên đang mê mới chịu. Anh có làm gì, anh chỉ quay lên cấp kỷ niệm thôi. Trời ơi, tôi đi Đại Nam 5-6 lần rồi. Lần nào cũng thế này thế kia, vậy mà cũng liền. Ủa vậy thôi, không người ta nó mâu thuẫn lắm, sống làm sao cho vừa lòng. Ông trời còn chưa vừa lòng thiên hạ nên muốn chi con người. Đúng không? Nhưng mà tôi sống là tôi mặt bằng chung. Tôi không làm tổn hại ai, tôi không có làm gì gì nguy hại đến đất nước, tôi là sống của tôi. Còn bây giờ cảm xúc của mọi người, nhiều người thấy chứ. Cái bài này nó nói chuyện này nghe cũng rất duyên. Trời ơi, đang khen đẹp. Tổ quý vị. Bây giờ là mình đi khổ nha. Mặc áo đầm, đưa lên giá nhiều. Mang đôi giày, đưa lên giá mà. Đúng không? Bây giờ mà tôi nói thật với quý vị, tôi đi ra ngoài ngồi ăn hổng yên, bà dục
Cái con gái loạn mượn nha. Thế thì em khổ lắm, em sung sướng gì đâu. Mà mình mà không chiều người ta thì nó ta này chẳng chó. Cái chửi mình. Mà mình chiều nó thôi mình khỏi ăn luôn. Có gì khổ không? Thật sự luôn, là tôi nói thật với quý vị, tôi rất thật sự. Ai đã từng tới Đại Nam biết, tôi chụp hình đến mà không còn một người nào chán tôi lời tôi nhìn cô chụp hình mà con mặt cô sạch luôn mà. Lịch sử nó như vậy mà vẫn còn bị chửi. Con nào? Nhỏ này mới đẹp nè. Hàng riêu ở đây nè. Hàng riêu rồi. Đúng rồi. Bây giờ em hỏi chị anh nè. Bây giờ em giao lưu với anh nè. Anh phải nói cho em biết rằng lý do gì anh ngưỡng mộ em. Ai có lý do? Bây giờ là em nhìn thấy đẹp thực thật. Có ai làm được cho người hiếm? Cái đồ cao su có rất nhiều. Có ai hiếm tặng cái đồ cao su đó là 2013 không? Có ai hiếm tặng coi như là 300 tỷ như thì cũng biết đâu. Thôi, không có lời thơ nào kể hết được lòng thương nhân của con. 300 tỷ để cô kể hết. Dạ. Quý vị có thấy không đó? Cái mượn nợ. Cái chùa Bình Phước ai hiến tặng? Để giúp dân mượn mượn. Ai làm được? Cái chùa tất tử. Đó, bây giờ tôi nói quý vị nghe nè. Dạ, em xin cắt lời anh. Nói thật với quý vị, cái thời điểm anh Dũng làm cái nhà máy găng tay á, chú đi vay tiền để nhập thiết bị. Anh Dũng á, xong rồi là ngắt 300 tỷ ra để mua oxy nhà máy về giúp dân. Đó là trong một cái khoản nợ. Nhưng bây giờ thì hết nợ rồi, không còn nợ ai hết. Bây giờ chỉ có cái phương tiện điều kiện để giúp dân thôi. Trong thời gian tôi quay lại đi công tác thì là anh Dũng đã giải quyết hết nợ lần lượt. Cho nên những người nào nói là tôi nợ mấy chục ngàn tỷ, mấy tỷ đó, nói chung là đó là những cái lừa.